Mình đã tìm hiểu cách là nhập sức bảng một chiều và mình thực hiện tính tổng tìm số lớn nhất, nhỏ nhất của bảng một chiều, đếm coi bảng một chiều đó mình nhập vào có bao nhiêu số nguyên, bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ. Thì bài tiếp theo á, là bài 25 hôm nay á, là mình học là mình sắp xếp bảng một chiều. Thì mình sẽ nhập vào là cái mảng một chiều đó n phần tử, sau đó mình sắp xếp cái mảng một chiều theo thứ tự là tăng dần. Thì để sắp xếp cái mảng một chiều theo thứ tự tăng dần á, thì mình sẽ sử dụng cái thuật toán sắp xếp. Thì thuật toán cơ bản của sắp xếp á, là thuật toán búp bô sort. Thuật toán búp bô sort là gọi là sắp xếp nổi bọt ha. Đây là một trong những bài toán cơ bản. Thì thuật toán này á, thì mình sử dụng hai vòng lặp. Thứ nhất là for any chạy từ 0 y nhỏ hơn, mình cho y nhỏ hơn n trừ 1 ha, tại mình sẽ sắp xếp phần nối đuôi đó y cộng cộng. Mình lồng theo một cái dòng for thứ hai là in j chạy từ y cộng 1. Rồi. J thì cũng nhỏ hơn n. Sau đó là j cộng cộng. Thì mình sẽ tiến hành sắp xếp là nếu như a y mà lớn hơn thằng AC thì tức là tồn tại một cái thằng nó lớn hơn thằng AI thì mình phải phải đảo nó lại, mình warp nó lại. Thì mình khai báo thêm một cái biến tạm. Thì mà đầu tiên mình gắn tạm thì bằng AI để mình giữ cái giá trị nó lại. Sau đó là mình lấy AI bằng thằng AJ, tức là thằng AI nó sẽ đổi chỗ với AJ. Thì và ngược lại thì mình gán biến AJ bằng biến tạm. Cái này gọi là swap. Thì sau sau các bước thì các giá trị nó sẽ được là sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Rồi sau đó thì chúng ta xuất cái mảng một chiều ra, ta sẽ được kết quả. Rồi mình sẽ divert, nhất là mình nhập vô n, ví dụ như là bằng 6 nhập trừ 1 3 2 trừ 5 4 45, thì mình sẽ sắp xếp được cái mảng một chiều theo vấn đề là theo cái yêu cầu đặt ra. Thì thuật toán sắp xếp này gọi là thuật toán búp bô sort. Thì mình sẽ dùng hai cái dòng lặp lồng vào nhau để mình sắp xếp các giá trị đó theo thứ tự tăng dần hoặc là giảm dần. Nếu như các em muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần á, thì các em đổi cái dấu của AI sẽ nhỏ hơn AJ là nó sẽ giảm dần. Đó, mình sẽ sắp xếp được cái yếu tố giảm dần, do đó mình chỉ cần đổi cái dấu chỗ AI lớn hơn AC hoặc là AI nhỏ hơn AC là xong. Thuật toán sắp xếp thì có nhiều thuật toán sắp xếp. Cái thuật toán búp bô sort là một trong những thuật toán đơn giản nhất của việc sắp xếp. Chúng ta gõ code vào bài tập, hoàn thiện bài tập cho thầy nhé.